Dạ, Hiếu Phan xin kính chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin hôm nay trên kênh của Hiếu. Thì nội dung thông tin hôm nay Hiếu lại tiếp tục cập nhật trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là trong câu chuyện của Thiền A Minh Vũ trụ để gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Thì à, xin kính thưa quý vị khán giả trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. À. Vâng, xin kính thưa quý vị khán giả, có một thông tin mà hiểu thấy là ở trên các mạng truyền thông như là Facebook và đặc biệt là Youtube thì fan của bà Nguyễn Phương Hằng rất là vui mừng bởi vì sắp tới đây là ngày 1 tháng 3 thì sẽ có một cái phiên tòa sơ thẩm diễn ra để xét xử nhà báo Hằng Ni cũng như là luật sư Trần Văn Sĩ về cái tội danh 331 đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xúc phạm đến đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là quỹ hàng hữu thưa quý vị thì cái thông tin này từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã biết rồi à, và cái người mà có nghĩa vụ liên quan á sẽ được triệu tập đó là vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng à, là ông Dũng lò vôi thưa quý vị thì qua cái thông tin này thì cũng có một cái thông tin mà làm cho những kênh YouTube mà ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng cũng rất là vui như thế này. thì có một cái trang Facebook cũng như là báo chí họ cũng đăng tải như sau. À, đây là ở trên trang báo Pháp luật thưa vị có nói như thế này cả hai luật sư cùng bị xét xử vì bị cáo buộc có hành vi xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của ông Quỳnh Quy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng thì cái thông tin này chắc có lẽ là vị khán giả cũng đã biết rồi mấy ngày vừa qua và đặc biệt là ngày hôm qua đến hôm nay các mạng truyền thông cũng đã đăng tải đúng không ạ à? nhưng mà có một cái điều đặc biệt mà làm cho những kênh youtube ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hà rất là vui đó là theo cáo trạng cũng cho biết đối với các tài khoản facebook có những cái tên sau đây đã xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hà thì cũng đang được bên phía cơ quan chức năng họ đang điều tra thú vị chẳng hạn như là cái tên Quỳnh Ngọc Thiên Hương nè rồi Đàm Ngọc Tiên sớm nhiều chuyện Giác Tịnh Nhân Maria Trần Đinh Thu Hiền Vô Thường Đinh Lan các tài khoản YouTube tên như là Kim Mau TV Hoàng Ngọc Hot News, Happy Maria, rồi Lan Đinh, Lan Đinh cũng có cái kênh YouTube thưa quý vị khán giả. Thì Đinh Lan cũng là một trong những nhân tố hàng ngày vẫn có những cái bài viết, những cái bài đăng để mà phản pháo hay là lên án lại đối với 40 kênh YouTube đang đi theo ủng hộ cho bà Nguyễn Vân Hằng. Thưa quý vị, thì những cái kênh này hiện tại đây cũng đang tấn công đình làng cái là dữ dội đó thì bên phía cơ quan chức năng họ cũng cho biết là đang tiếp tục điều tra xác minh và thu thập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội những người trên để xử lý theo quy định của pháp luật những người trên là những cái người mà hiếu mới vừa đọc những cái tên đó thưa vị khán giả à, họ cũng nói là hàng ni bám vào à... Cái uh, drama của bà Nguyễn Vân Hằng để mà live stream dẫn dắt dư luận sai sự thật. Thu hút hàng triệu người nhằm ủng hộ để mà đăng ký kênh Youtube. Hàng Ni được Youtube tặng nút bạc live stream khoe. Cuối cùng các chú áo xanh cũng tặng cho Hàng Ni uh, nút bạc đó là số 8 thưa quý vị. Đó là cộng số 8. Thì vì khán giả cũng biết được cái câu chuyện này rồi đúng không à? Thì uh, giữa bà Hằng và đặng thị hàng ni cũng như là luật sư sĩ trước đây thì quý vị khán giả cũng đã xem trên từng buổi live stream giữa hai bên thì chúng ta cũng đã hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào đúng không quý vị khán giả à, như hiếu đã từng nói mạng là ảo nhưng mà ở tù là có thật thưa quý vị và tiếp theo thì không biết là cái phiên tòa sơ thẩm diễn ra xét xử hàng ni cũng như là luật sư sĩ à, mức án như thế nào nhưng mà theo báo chí đưa tin á, thì nó ở trong cái uh, cái khung 2 đó là khoảng từ 2 năm đến 7 năm thưa quý vị thì phiên tòa diễn ra thì chúng ta mới biết được mức án chính xác là như thế nào thì Hiếu sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả sau ngày 1 tháng 3 ngày phiên tòa diễn ra thưa quý vị khán giả đó thì qua cái sự kiện trên thì cũng có rất nhiều người ủng hộ bà nguyễn phương hằng cho rằng là bà nguyễn phương hằng cần phải được trả tự do sớm bởi vì bà ấy có công thứ nhất đó là vạch trần cái sự việc làm của ông võ văn yên đó thần y gì đó thưa quý vị khán giả thì họ lên án rất là dữ dội và ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng à, ra tù sớm thưa vị và được trả tự do. Ở bên cạnh đó thì họ cũng cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng cũng có công để mà làm thiện nguyện giúp đỡ à, những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ bệnh tật vân vân, lập nên quỹ hằng hữu giúp rất là nhiều người, à, nhiều gia đình có con cái bệnh tật hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những đứa trẻ bị bệnh tim. Cho nên là họ ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng à, được trả tự do và ra tù sớm thưa vị khán giả. Thì theo vị khán giả nhận định như thế nào à, trong cái sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì việc khán giả cũng để lại ý kiến góp ý và nhận xét nhé. Còn cái châu, câu chuyện mà đấu tố nhau trên mạng xã hội giữa bà Hằng đi luật sư sĩ hay là bà Nguyễn Phương Hằng gì đó thì có lửa mới có khói đúng không ạ? À? Thì à, hiện tại bên phía cơ quan chức năng họ cũng đã vào cuộc và sắp sửa có cái phiên to cho nên là hiếu cũng không có bình luận sâu. mọi cái vấn đề này thì chắc có lẽ là vì khán giả cũng đã nhận định được cái sự việc đúng sai như thế nào đúng không quý vị khán giả chúng ta chỉ là trung gian và hiếu sẽ là chỉ là người chia sẻ lại những cái thông tin tin tức để cho tất cả vị khán giả được biết trong cái đờ của bà nguyễn phương hằng mà thôi đó rồi trở lại với câu chuyện của thiền am sau đây thì cũng có rất nhiều vị khán giả ngày hôm qua cũng để cái bình luận ở dưới phần video mới nhất mà hiếu chia sẻ cũng nói về thiền am á thì à, có anh có cô có chú thì cũng khuyên hiếu á hiện tại đây thì à, giữa hai bên nhóm đa đề đang đấu tố với nhau rất là dữ dội và các cô chú anh chị cũng khuyên hiếu là đừng có tham gia vào cái thị phi à, thì qua đây thì hiếu cũng xin chia sẻ với tất cả vị khán giả à, nhóm đa đề hay là nhóm nào đó thì hiếu không có biết từ trước đến giờ hiếu chưa có vào bất cứ nhóm nào hết mà hiếu chỉ đường đường chính chính một đường hiếu đi đó là yêu thương và ủng hộ binh vực cho thiền am đi tìm lại công bằng lẽ phải cho họ và đặc biệt là dành cái tình cảm yêu thương của mình đối với các bé ở thiền am cũng như là đối với à, cụ già giống như là thầy ông nội thưa vị tại vì hiếu thấy là thiền am là một cái nơi tu tại gia rất là hiền từ hiền lành à, những con người rất là tài năng à, ca hát rồi các bé ở đây rất là ngoan hiền tài năng à, thiên phú thưa quý vị cộng với sự đào tạo và dạy dỗ của các thầy làm cho các bé trở nên những tài năng có ích cho đất nước là một tương lai là một mầm non tươi sáng cho đất nước nhưng mà ở đâu đó trên mạng xã hội và dư luận lại không chấp nhận lúc nào cũng lên vu khống bị đặt gán ghép tội này tội kia rồi chửi bới nhục mạ xúc phạm đến họ thì hiếu cảm thấy rất là bức xúc cho nên là hiếu chỉ một đường hiếu đi đó là binh vực và yêu thương thiền a mà thôi chứ cũng không có tham gia vào bất cứ nhóm nào hết ở đây cho nên là quý vị khán giả và các cô chú anh chị trên kênh của hiếu yêu thương hiếu á, thì cũng nên yên tâm đi hiếu sẽ không bao giờ mà quay lưng hay là quay xe đối với thiền a bên bầu vũ trụ thưa quý vị khán giả hiếu có cái chính kiến riêng của hiếu đó là đi là phải đi đến nơi đến chốn đi đến cùng trong cái câu chuyện của thiền am và vẫn tiếp tục yêu thương ủng hộ cho thiền am hết mình thưa quý vị và cũng cầu mong rằng là trong tương lai thiền am sẽ không gặp bất cứ một cái kiếp nạn nào hay là một cái sóng gió nào hết để cho họ có được một cái mái ấm gia đình hạnh phúc giống như là bao gia đình khác để mà dạy những đứa trẻ mồ côi giống như là các chú tiểu mà chúng ta đã từng yêu thương thưa quý vị khán giả, đó là những gì mà Hiếu uh, tâm sự với quý vị khi mà được uh, quý vị khán giả khuyên là Hiếu đừng có tham gia vào bất cứ uh, cái thị phi nào uh, nhóm này nhóm kia, thì quý vị khán giả cũng biết rồi uh, nhóm đa đề hay là nhóm này nhóm kia trước đây thì cũng đã từng yêu thương và ủng hộ cho thiền am hết mình nhưng vì một cái mục đích cá nhân tư lợi riêng tư gì đó xảy ra mâu thuẫn rồi bây giờ đấu tố với nhau có thể là kiện tụng các các kiểu thưa vị nó thì hiếu cũng thấy như vậy cũng không có vui gì hết thưa vị khán giả mà hiếu chỉ mong rằng là các anh chị nên bỏ đi cái tôi mọi cái vấn đề nên giải quyết triệt để nó ngồi lại với nhau để mà chúng ta tiếp tục có cái tiếng nói chung đó là đoàn kết, yêu thương, ủng hộ và bên vực Thiền Am đi tìm lại công bằng lẽ phải cho họ và chúng ta tiếp tục lên án cái vụ án 50 tên cung đồ do ông thắng cầm đầu đến Thiền Am để mà xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây mất cấp tài sản, gây thương tích về người. Đó các kiểu hết nhưng mà cái người cầm đầu đó là ông Võ Văn Thắng tại sao không bị xử lý không bị bỏ tù thì Hiếu rất mong là vì khán giả cũng như là anh chị yêu thương Thiền Am á từ bấy lâu nay chúng ta lại tiếp tục lôi cái vụ án này ra hay là chúng ta lên tiếng để cho bên phía cơ quan chức năng tìm cho bằng được Diễm My để cho Diễm My đứng trước à, tòa hay là ra ngoài xã hội như thế nào đó để có cái tiếng nói của mình á, minh quan cho thiền An minh bảo trụ để cho các thầy cô được sớm là giảm án và được trả tự do trở về sum họp với thầy ông nội và các bé thưa vị hiện tại đây thì các bé nói riêng và các thành viên còn lại nói chung của thiền am rất là nhớ nhung các thầy và cũng mong từng ngày mong thời gian nó trôi qua nhanh để mà các thầy chấp hành án xong và trở về sum họp với gia đình thưa quý vị khán giả thì đó cũng là cái nỗi niềm mong mỏi của Hiếu trong năm mới này năm 2024 mong mỏi lớn nhất đó là thầy ông nội sức khỏe thật là tốt để chờ đợi cái ngày mà các thầy cô trở về mong mỏi thứ hai đó là mong các thầy cô sẽ được giảm án sẽ được xem xét và sẽ được minh quang, được trả tự do vân vân, đó là những gì mà Hiếu mong mỏi nhất trong năm nay và cũng mong rằng là quý vị khán giả yêu thương kênh của Hiếu thì cũng yêu thương luôn Thiền Am và yêu thương luôn những cái thông tin tin tức mà Hiếu chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị khán giả trên từng cái video một quý vị khán giả khi xem cũng để lại bình luận góp ý nè rồi bấm một like đăng ký kênh ủng hộ cho hiếu hay là chia sẻ cái video của hiếu đến những cái mảng truyền thông để cho tất cả các vị khán giả khác biết được kênh của hiếu vào xem và ủng hộ cho hiếu cũng như là ủng hộ cho thiền am và ủng hộ những thông tin tin tức mới nóng nhất trong ngày đó là cái điều mà hiếu uh rất là mong chờ nhất à, qua đây thì hiếu cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả vị khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành ủng hộ cho hiếu à, suốt những năm tháng vừa qua yêu thương ủng hộ cho kênh yêu thương ủng hộ cho thiền am một lời cảm ơn chân thành nhất xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ à. Thì đó cũng là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì sắp tới đây sẽ có một cái phiên tòa vào ngày 1 tháng 3 xét xử nhà báo Hằng Ni và luật sư Trần Quang Sĩ. Bên cạnh đó thì có cái thông tin vui cho bên phía bà Nguyễn Phương Hằng. À, khi mà biết được là bên phía cơ quan chức năng hiện tại đây họ cũng đang điều tra để mà thu thập nhiều chứng cứ trên những trang mạng truyền thông mà Hiếu đã từng chia sẻ ở cái khúc đầu. Đó là những kênh YouTube, những trang Facebook đó, cũng uh, gây lên một cái uh, uh, sự xôn xao ở trên mạng xã hội, Đó, thì cũng uh, làm mất an ninh trật tự trên mạng xã hội. Thưa về thì cũng sẽ được điều tra trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì để xem kết quả sẽ như thế nào thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Còn video đến đây cũng khá dài. Hiếu sẽ được tạm dừng ở đây. Một lần nữa cuối video Hiếu xin mến chúc tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hiếu luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn trong công việc cũng như là cuộc sống à. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất.